không biết là trong đây có cái gì mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roman Vlog đây. Thì cũng như tất cả mọi người biết, hiện tại bây giờ mình đang giữ linh hồn của ông Hùng. Và ở bên trong hồ lô đó còn có chứa một cái nguồn linh lực nữa mọi người. Nhưng hiện tại mình không biết là trong đó là thứ gì, cho nên mình chưa có dám mở cái hồ lô đó ra. Thì đêm nay mình cũng đã đợi bùa của thầy mình gửi rồi. Đó, thì trong đêm nay mình sẽ thực hiện nghi thức gọi hát bạch vô thường lên để có thể bàn giao lại hết toàn bộ những cái linh hồn mình đang giữ đây cho hát bạch vô thường mọi người. Vì câu chuyện của ông Hùng này mình càng tìm hiểu vô sâu thêm á thì nó càng rối mọi người á. Thì cho nên là mình sẽ giao lại cho hát bạch vô thường. Ở dưới người ta có sổ sách, những người nào làm tội gì như thế nào người ta đều biết rõ hết mọi người. Cho nên là những người này không có thể nào mà nói dối những cái người ở dưới được. Đó, cho nên là mình sẽ bàn giao lại hết toàn bộ những linh hồn mình đang giữ đây để cho hát bạch vô thường đem về cõi âm ti. Thì nghi thức tối nay như thế nào, mời tất cả mọi người cùng đón xem nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roman Vlog nha mọi người nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đợi tới khuya nay để chúng ta cùng nhau bắt đầu nghi thức gọi hát bạch vô thường nhé. Ok mọi người, thì hiện tại mình cũng đã đợi được tới giữa đêm để có thể đi qua bên ngôi chùa quan này và thực hiện nghi thức gọi hát bạch vô thường lên mọi người ạ. Phía trên mình có mở camera hồng ngoại để có thể quay lại được toàn bộ những sự việc tâm linh gì đó xảy ra ở bên trong nghi thức này. Và mấy ngày hôm nay mình đợi, đó chính là mình đợi hai lá bùa này nè mọi người. Hai lá bùa này chính là bùa gọi hát bạch vô thường. Lần trước là thầy đưa cho mình có 3 tờ thôi, thì mình đã sử dụng được hết 3 lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ gọi luôn cả hai ông lên, chứ không phải là một lá như mình gọi một ông như lần trước nữa mọi người. Lần này mình sẽ gọi luôn cả hai ông lên. Trước khi gọi hát bạch vô thường lên, xin phép mọi người mình được phép cầu hồn ông Sương lên trước đã nha mọi người nha. Ok, xin phép mọi người mình được bắt đầu vào nghi thức gọi hồn nha. Thank you.
xương là tầm 150. Đèn lưu ly vẫn chưa đổi màu mọi người. Có nghĩa là ông Sương vẫn chưa xuất hiện mọi người. Xin phép mọi người mà được làm lại một lần nữa nha. Mà không biết tại sao lần này lại gọi hộ ông ấy lại không lên mọi người. Đèn vẫn chưa có đổi màu mọi người. Không biết ông ấy đang ở đâu nữa. Thôi bây giờ mình sẽ mở cho ông Hùng ra trước nha mọi người nha. Ok. Đèn đã chuyển màu rồi mọi người. Có nghĩa là ông Hùng đã ở đây rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện nghi thức gọi hắc bạch vô thường lên nha mọi người nha. Tại sao mình lại mở cho ông Hùng ra rồi mình mới thực hiện mình kêu hắc bạch mọi người? Vì nếu như không có linh hồn nào á gọi hắc bạch lên, hắc bạch vô thường sẽ bắt hồn của mình mọi người. Ok. Yeah.
Đèn lưu ly nó đã chuyển qua tới màu tím luôn rồi kìa mọi người, màu xanh xanh tím tím luôn rồi kìa. Có nghĩa là hắc bạch vô thường đã có mặt ở đây rồi mọi người. Bây giờ là lúc mình sẽ mở luôn cái hồ lô nhỏ ra mọi người ạ. Ông vào hồ lô lại đi nha ông Hùng. Cái đèn đã hết rồi mọi người. Mình kể cho mọi người nghe. Khi mình thông tâm, hắc bạch vô thường đã cho mình biết á, là hắc bạch vô thường sẽ đem con quỷ đi trước. Còn riêng về ông Hùng, ổng còn nghiệp quả quá lớn, ổng phải bị đọa đày dắt dưỡng ở nhân gian này để có thể trả hết tội nghiệp thì mới bước chân xuống cửa âm ti được mọi người ạ. Mà tại sao trong hồ lô đó lại không phải là ông Trung mà lại là con quỷ? Rõ ràng là ông Sương ông muốn chơi mình mọi người. Dù cỡ nào tôi cũng không có để ông dắt dưỡng đâu. Ông đừng lo về chuyện đó nha.
Dù ông có xấu là ông hiền đi chăng nữa, khi ông chưa về được âm ty thì chắc chắn một điều tôi ở đây tôi sẽ lo lắng cho ông. Bây giờ mình đã cạn hết linh lực rồi mọi người, mình cần phải nghỉ ngơi, mình lấy lại linh lực, sau đó mình sẽ hỏi ông Hùng về chuyện của ông Sương này. Thật sự rõ ràng ông Sương này ông muốn chơi mình mọi người, ông bỏ con quỷ ở bên trong cái hồ lô chứ không có phải là ông Trung. Cảm ơn hai vị Hắc Bạch Chiêu Thường rất nhiều. Cảm ơn Tam vị Thánh Tổ. Cảm ơn đất đai Sơn Trạch đã luôn luôn phù hộ con. Chắc mình sẽ dừng video tại đây mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video của mình. Mọi người hãy nhớ để lại một like, một đăng ký và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nha mọi người nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau nha. Bye bye mọi người.